chào mừng tất cả các bạn quay lại. Thì ngày hôm nay sau khi mà suy nghĩ thì mình quyết định là làm cái video này. Mục đích đó là chia sẻ đến các bạn những cái thông tin hữu ích khi mà các bạn đến Nhật Bản. Mình nghĩ là những cái thông tin này là nó có bổ ích cho những bạn như là du học sinh, thực tập sinh hay thậm chí là những cái người mà muốn du lịch ngắn hạn đến Nhật Bản. Thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền luôn. Nếu mà các bạn không biết những cái thông tin này thì các bạn sẽ tốn một số tiền rất là lớn hen. Đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về hệ thống wifi. Thì khi đến Nhật này nè, điện thoại các bạn không nhất thiết là các bạn phải mua sim đâu. Các bạn có thể tìm bắt được wifi miễn phí hen. Thì các bạn mở điện thoại lên là tự động điện thoại chúng ta sẽ kết nối với mạng wifi hen. Và chúng ta sẽ tra được là tàu kế tiếp của chúng ta sẽ đi vào lúc mấy giờ vân vân. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm thông tin như là đọc báo hoặc xem phim cũng được. Còn trường hợp mà các bạn xuống ở những cái ga nhỏ thì nó sẽ không có wifi đâu. Thì trường hợp đó thì các bạn có thể là đi xung quanh ga hoặc là hỏi người dân về các cái hệ thống Komini. Tại vì á thì gần ga chắc chắn sẽ có hệ thống Komini. Và ở các cái hệ thống Komini như là Lawson này, Family Mart này, 7-Eleven vân vân, thì những cái hệ thống đó nó chắc chắn là cho các bạn bắt wifi miễn phí luôn ha. Hầu như lần nào mình vào mua đồ thì điện thoại của mình cũng tự động kết nối wifi. Thì các bạn có thể sử dụng miễn phí mà chúng ta không cần phải bỏ tiền ra mua sim đâu. Rồi, cái điều mà thứ hai mà mình muốn thông tin đến các bạn đó là nước đá. Những bạn nào mà muốn lấy nước đá về uống đó là chúng ta không cần phải mua đâu. Tại vì trong siêu thị thì nó cũng có bán cho chúng ta nước đá hen. Nhưng mà một số siêu thị lớn ở Nhật thì nó tặng nước đá miễn phí luôn. Các bạn để ý ở gần cái chỗ mà nhân viên người ta thanh toán tiền có một cái góc. Ở góc đó thì nó sẽ thường đặt các cái kệ nước đá miễn phí. Các bạn chỉ cần lấy về và đem về là chúng ta uống thôi. Chúng ta nhận miễn phí nên không cần thiết phải bỏ tiền ra mua hen. Cái thông tin thứ ba mà mình muốn chia sẻ ở các bạn đó là về khăn giấy. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận được khăn giấy miễn phí luôn đó các bạn. Hầu như ở các cái con đường lớn của Nhật Bản á, khi mà các bạn đi ngang á, thì sẽ có một số nhân viên người ta làm công việc quảng cáo tiếp thị á. Thì bên trong những cái bịch á, nó có thông tin sản phẩm mà họ muốn quảng cáo đến chúng ta hen. Thì khi mà thấy các bạn đi ngang á, họ sẽ tự động cho các bạn những cái bịch khăn giấy đó. Thì về chúng ta sẽ để những cái thông tin sản phẩm đó ra bên ngoài và chúng ta chỉ cần lấy chúng ta sử dụng khăn giấy thôi. Và giống như là mỗi ngày mà các bạn đi những con đường lớn, các bạn được nhận rất nhiều khăn giấy luôn. Cho nên là chúng ta sẽ đỡ tốn tiền được một khoản là mua khăn giấy để sử dụng nha. Rồi, cái thông tin thứ tư mà mình muốn thông tin đến các bạn đó là ở Nhật Bản này, cái ngày đầu tuần của nó là bắt đầu từ Chủ nhật nha mọi người. Các bạn không có nghe lầm đâu, là bắt đầu từ Chủ nhật cho đến kết thúc thứ bảy tuần sau sẽ hết một tuần. Thường thì ở Việt Nam mình là sẽ thứ hai sẽ là ngày đầu tuần đúng không nè, và sẽ kết thúc vào Chủ nhật. Nhưng mà ở Nhật thì nó sẽ bắt đầu tuần là tính từ thứ hai và sẽ kết thúc vào thứ bảy. Thế Chủ nhật của tuần tiếp theo nó đã tính một tuần mới rồi. Tại sao mà mình muốn thông tin với các bạn cái thông tin này? Đó là tại vì cái nơi mình làm việc á, một số công ty á, người ta sẽ tính lương là dựa vào cái đầu tuần đó. Ví dụ như công ty của mình á, bắt đầu tính tuần mới là từ Chủ nhật cho đến thứ bảy tuần sau, thì người ta sẽ tính cho các bạn là trong một tuần đó thì các bạn làm phải đủ 40 tiếng thì người ta sẽ tính bắt đầu từ Chủ nhật. Hay những bạn nào không biết mà xem phiếu lương á, cứ hỏi là tại sao mà tháng này mình lãnh tiền thấp tiền cao như vậy. Đó là lý do như vậy hen, là nó sẽ bắt đầu tính từ Chủ nhật và tới cuối thứ bảy tuần sau. Những cái tiếng mà các bạn dư vào cuối tháng nó sẽ đẩy sang tháng tiếp theo. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhận lương là một tháng tiền nhiều và một tháng tiền ít hen. Thì đó là bốn thông tin mà cơ bản nhất mà mình muốn thông tin lên các bạn trong cái video này. Mình tin chắc là những cái thông tin này sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn luôn. Thì tới đây thì video của mình xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy đón xem những video kế tiếp của mình nhé. Chào tất cả mọi người. Thêm một cái thông tin thú vị nữa mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Đó là khi mà các bạn xuống mỗi ga của Nhật Bản á, thì các bạn ra khỏi ga, phía trước ga nó có một cái kệ. Ở đó là các bạn để ý có con dấu này, có cái dấu ấn đó mọi người, có giấy và có mực sẵn luôn. Thì đó là cái nơi để mà chúng ta in lại dấu ấn trên giấy hen. Đối với những bạn mà đam mê du lịch đó, thì các bạn thấy là mỗi ga nó sẽ có những cái văn hóa và những nét đặc trưng riêng.
thì cái con ấn đó nó dùng để in lại cái ký hiệu vùng miền ở nơi mà chúng ta đã đi qua. Ví dụ như mình đi ra xuyên qua chỗ thì nó con dấu của nó sẽ có cái hình văn hóa khác nhau, hay là ga Kitakami thì nó sẽ có hình văn hóa khác nhau. Thì cứ mỗi lần mà mình đi qua một ga thì mình thường ấn lại trên giấy một cái ký tự. Thì cái điều đó cũng chứng minh là sau này khi mà mình gặp bạn bè, mình có thể cho mọi người xem là mình đã từng đi qua ở vùng này này, mình đã từng đi qua nhà ga này rồi này. Và đối với người Nhật á, khi mà người ta xem qua những cái con dấu đó, người ta xem những cái dấu mà chúng ta ấn trên giấy là người ta đã biết là bạn đã từng đến nơi đó rồi. Đó là một chia sẻ rất là thú vị của mình ha. Mà không phải là bất cứ ai cũng để ý, không ai cũng biết đâu. Nhiều người người ta xuống ga, người ta đi thẳng thôi, người ta không có để ý. Cái này là do mình đi chơi nhiều lần rồi thì mình phát hiện ra, thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn muốn lưu giữ lại kỷ niệm, đặc biệt là những bạn mà du lịch tự túc, các bạn chỉ đến Nhật thời gian ngắn thôi, thì các bạn có thể in lại những cái con dấu này để sau này về Việt Nam thì chúng ta có thể xem lại làm kỷ niệm về sau ha.